Chiều ngày 6 tháng 11, sự kiện Fan Festival đã được tổ chức tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc với sự tham gia của dàn sao đang lên như Lý Dịch Phong, Hứa Ngụy Châu, Victoria FX, Trương Thiên Ái, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Hàn. Sự kiện được tổ chức nhằm kết nối fan và idol gần nhau hơn. Mỗi diễn viên sẽ có một gian hàng bày những món đồ lưu niệm tượng trưng cho bản thân. Sau đó, từng diễn viên sẽ tới và tâm sự thân mật, tặng quà, chơi game cùng fan của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!